Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phùng Bảo Ngọc Vân và mình là người đẹp truyền thông top 10 của Họ Việt Nam 2016. Mình rất là thích cuộc thi WeCo cũng như là đất nước Hàn Quốc và mình mong rằng là mình có thể tham dự cuộc thi này tại Hàn Quốc vào năm sau.